Chào chị Kim Hằng. Từ hôm thi thì Phi sau khi mà đọt cái vương miện xong thì Phi có like để mà chia sẻ những cái cảm xúc vui đó với các anh chị. Mến chào chị Nguyễn Đình Bảo Trân, và hôm nay có dịp lại đến đài SBTN để lên cái chương trình của chị Giáng Ngọc Show, nói về cái cuộc thi Nail Queen 2022 vừa rồi. Chị phỏng vấn hoa hậu cũng như là hai á hậu vừa rồi, cho nên là sau khi về thì Phi livestream để chào hỏi đến các anh chị ha. Ok, và đây là những cái cúp. Mến chào chị, mến chào Hồng Trần. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Đây là những cái cúp mà Phi đã đoạt trong cuộc thi vừa rồi. Và đây là chiếc vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Nail Queen 2022. Các anh chị biết không, cái cuộc thi này thì phải nói mà cái mà Phi thích á, mà Phi nhìn thấy mà Phi thích là Phi thích cái chiếc vương miện này lắm. Bởi vì nó không quá cao. Thường thì những cái giải hoa hậu khác thì cái vương miện nó cao lắm luôn á, nó cao như thế này luôn nhìn nè. Cho nên là nó dễ bị đổ qua đổ lại lắm. Còn cái này nó rất là vừa vặn, mình đổ nó rất là chặt cái đầu, mà những cái viên sáng này, những cái viên đá này nó rất là sáng đó. Những cái vương miện này Phi rất là thích. Ngoài ra Phi còn có cái vương miện này, ngoài ra thì Phi còn có cái vương miện này nữa. Cái vương miện này thì các anh chị chắc cũng đã từng xem, đã từng biết rồi là cuộc thi hoa hậu Sacramento Việt, hoa hậu Việt Nam Sacramento 2022. Thì đây là cái vương miện trước Phi thi ngày Tết rồi. Đây, nhưng mà cái vương miện này đổi rất là đẹp, rất là chắc đầu, và cũng như là nó rất là sang luôn. Đó thì lúc trước Phi có cái này. Ok. Thì có nhiều anh chị quan tâm là hỏi Phi là tại sao hôm bữa Phi thi á, là mọi người vote cho Phi không có được. Mến chào Chanel Như Phan, mến chào Xanh nha. Chào các anh chị mới vào. Thì có một số anh chị thắc mắc là tại sao hôm đó là vote cho Phi không có được. Thì cái Phi nghĩ là cái tổng đài hôm đó rất là bị, nó nhiều người gửi tới và nó bị nghẽn, cho nên là bên nhà đài họ không có nhận được. Và cũng như là có những mà những cô chú anh chị em sau khi coi ngày bán kết rồi thì họ thấy chương trình của Phi, chào Anthony, sau khi họ coi ngày bán kết thì họ thấy cái chương trình của Phi thi cũng như là cái phần thi của Phi họ yêu mến, cho nên là qua ngày hôm sau, mến chào Ngân em, qua ngày hôm sau chung kết thì họ coi và họ yêu mến Phi và họ mong muốn được vote tặng cho Phi một vote ngay để cho Phi có thêm cái giải là People's Choice, tức là cái giải mà thí sinh được yêu thích. Nhưng mà Phi không biết là thực tế là con số mà thí sinh vote tặng cho Phi là bao nhiêu thì Phi không có nắm được, bởi vì bên nhà đài họ không có hiện lên trên cái màn hình trong cái quá trình mình thi, cho nên mình không biết được là ai nhiều ai ít, thực tế nó như thế nào. Đó là bên bộ phận kỹ thuật. Nhưng mà có một điều là có một vài cô chú anh chị em là gọi vào nhắn không được, xong rồi gọi vào cũng cũng không được. Phi nghĩ là chắc là mấy cô chú đó chưa biết cách để mà vote, chưa biết cách để mà vote thí sinh, cho nên là lúc trước á, là mọi người có thấy Phi lên sóng truyền hình với lại thầy Thích Minh Tánh trên đài SBTN, cho nên khi mà họ không có vote được cho Phi thì họ vội vàng họ gọi vào số điện thoại của thầy Thích Minh Tánh để hỏi về Phi. Nhưng mà thầy cũng rất là khéo léo, thầy nói là thầy không biết và thầy cũng không hề biết cái cuộc thi này luôn. Ngày hôm đó thì thầy đang có một buổi giảng, thì thầy nói là thầy không có biết cái gì cả, thì cứ liên lạc với lại cô Phi Phi Tạ hoặc là liên lạc với lại đài SBTN để mà cách vote. Thì họ nói là họ rất là mến Phi cũng như là họ muốn vote cho Phi cho kịp để mà Phi có nhiều vote, để Phi có cái giải của thí sinh được yêu thích nhiều nhất. Đó thì Phi không biết là cô chú anh chị em đó
là ai, nhưng mà được nghe thầy kể lại và thầy cũng nói là cô chú anh chị đó nói là rất là thích Phi, cái phần thi của Phi, và họ muốn tặng cái vote đó cho Phi. Cho nên là nhân dịp đây thì Phi cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị em đã từng vote cho Phi, và cũng như là vote cho Phi mà không thành công. Phi cũng xin cảm ơn luôn những tấm chân thành đó đã dành cho Phi hôm hôm Phi thi cuộc thi Nail Queen 2022 ha. Mến chào chị Kelly Võ, mến chào Maria Nguyễn, chào Huyền Kim nha, chào các anh chị mới vào. Thì hôm mà Phi thi á thì Phi có những cái giải nào? Thì đây là những cái giải mà Phi đã đạt được hôm mà Phi thi. Thì đầu tiên đây là cái cúp nho nhỏ dành cho tất cả các thí sinh. Cái cúp lưu niệm này dành cho tất cả các thí sinh tham gia và thi hôm đó. Ngoài cái cúp này ra thì còn có cái sát nữa. Ngoài cái cúp này thì còn có cái sát nữa ha. Thì cái cúp này thì bạn nào cũng 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 có hết để mà lưu niệm. Rồi thì đầu tiên là khi mà xướng tên những cái người thi đó để được nhận cái giải phụ, thì đầu tiên là Phi có cái giải, Phi được xướng tên và gọi tên là Phi là giải hoa hậu ăn ảnh. Thực sự mà nói hôm đó Phi không nghĩ là Phi được cái giải này. Phi nghĩ là cô số 2, cái cô có gương mặt rất là Tây đó, là cổ là người Mexico, hoặc là cô Tiffany Nguyễn là cô mà á hậu 2. Phi nghĩ là hai gương mặt đó được gương mặt ăn ảnh, nhưng mà may mắn là Phi được cái giải đó, là gương mặt ăn ảnh, là Phi được. Đây là một cái cúp của Phi ha, đây là hoa hậu ăn ảnh. Sau đó là cô Tiffany Nguyễn đó được nhận một cái giải thân thiện, là cô á hậu 2 đó được nhận cái giải thân thiện. Và một điều bất ngờ là Phi lại tiếp tục nhận được một cái giải nữa, đó là hoa hậu duyên dáng, và đây là cái cúp thứ hai. Đây là cái cúp thứ hai của Phi, hoa hậu duyên dáng, và cũng rất là hạnh phúc khi mà được gọi tên lần thứ hai để mà nhận cái cúp này. Sau đó thì cũng không nghĩ là tới phiên mình được một cái giải nào nữa, bởi vì thường thì những cái giải thì họ thường tất cả các thí sinh được chia ra hết những cái giải phụ. Nhưng mà Phi thích ở đây rằng là người nào xứng đáng thì họ dành cho người đó. Và Phi tiếp tục được gọi tên một lần nữa, đó là cái giải là hoa hậu trang phục đẹp. Đó, đây là một cái giải tiếp theo của Phi là hoa hậu trang phục đẹp, và đây là ba giải phụ của Phi. Phải nói là đó là một điều rất là bất ngờ, và Phi nghĩ rằng cái cuộc thi này thực sự là rất là công tâm và công bằng. Không không có ngẫu nhiên mà họ dành ba giải cho một thí sinh như vậy, vì thường là những cái giải phụ là họ chia đều đều đồng đều để cho ai cũng có giải và cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà Phi nhận thấy rằng là không tự dưng mà họ dành ba giải cho Phi. Phi nghĩ rằng những cái ba giải này Phi xứng đáng trong cuộc thi đó, cho nên là họ dành cho Phi. Nếu mà các anh chị đã theo dõi cuộc thi đó rồi, các anh chị có thể lên YouTube đánh cái chữ Nail Queen 2022 ở đêm bán kết, và đêm bán kết Phi đã trình diễn ra sao, đi như thế nào, mặc đồ như thế nào, thần thái Phi ra sao, cũng như là cái cách trả lời của Phi như thế nào, thì các anh chị sẽ nhận thấy những cái ưu điểm trong từng cái cuộc thi, trong từng phần thi đó của Phi, là Phi có thật sự xứng đáng với cái ba cái giải phụ này hay không. Đó là giải ăn ảnh, cũng như là duyên dáng, cũng như là trang phục đẹp. Và Phi cảm ơn đài đã công tâm và sáng suốt đã chọn Phi để mà trao cho Phi ba cái giải này. Sau đó thì là sau khi trả lời câu hỏi, một cái phần thi rất là hóc búa, khó khăn và hồi hộp đó, và đầy kịch tính. Thì sau khi Phi trả lời cái phần thi của Phi qua câu hỏi của cô Kiều Chinh là tài tử nổi tiếng của Hollywood trước năm 1975. Cô là một trong tứ đại mỹ nhân trước năm 1975. Cô đặt cho Phi câu hỏi, và Phi cũng may mắn là lấy lại bình tĩnh và trả lời rất là suôn sẻ cho phần thi của mình. Và cái mà Phi đạt được đó là Phi được cái cúp to lớn nhất và cao quý nhất của đêm hôm đó, đó là Hoa hậu Nail Queen 2022.
Mến chào Nguyễn Tiffany. Đây là cái cúp mà Phi cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì các anh chị biết không, cái số của Phi dường như là chỉ là cái ngôi vị thứ ba thôi. Trên khi vào top 3 thì Phi đứng Phi chờ gọi tên Phi đầu tiên. Bởi vì mình nghĩ là mình là lúc nào cũng đứng thứ ba hết, mặc dù là mình nghĩ là cái phần thi của mình, tất cả những phần thi khác nha, những cái cuộc thi khác, thi tay nghề hay thi cái nào cũng vậy, mình cứ nghĩ là phần thi của mình ok, mình sẽ đi sâu vào hơn nữa, nhưng mà mình cứ nằm ở cái số 3. Cho nên khi mà đứng vào top 3 thì mình nghĩ rằng là mình sẽ được gọi tên đầu tiên là Á hậu 2, tức là người top 3. Nhưng mà thực tế là em Tiffany Nguyễn đã đứng ở cái ngôi vị là Á hậu 2. Và khi vào top 2 cũng vậy, mình nghĩ là mình là Á hậu 1, tức là mình là người đứng thứ hai. Nhưng mà cuối cùng thì các ban giám khảo đã bình chọn cho Phi và gọi tên Phi Phi Tạ số 1 với ngôi vị cao nhất là Hoa hậu Leo Kinh 2022. Và lúc đó Phi thật sự là xúc động. Như Phi đã nói rằng là cái số của Phi cứ dành cái ngôi vị số 3 thôi. Và hôm nay là mình xứng đáng những cái gì mà mình đã chuẩn bị. Thực ra cái cuộc thi này, khi mà Phi biết thông tin thì Phi đã chuẩn bị cho mình thời gian hơn 3 tháng. Khi mà đóng lệ phí vào thi là Phi đã bắt đầu tìm hiểu thông tin, gồm những phần thi nào, thì Phi được biết là trong đó có phần thi tự giới thiệu bản thân của mình, và từ đó là Phi kết nối với lại một người cameraman. Và đầu tiên á, là cái tuần đầu tiên là hai anh em đi 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 tìm cái chỗ nào đẹp và thử máy quay. Bắt đầu tuần thứ hai là bắt đầu là quay, cứ mỗi cuối tuần là quay một lần, có nhiều khi thì lại là ngày thứ bảy chủ nhật quay luôn. Quay rất là nhiều, và Phi nhớ không lầm là phải trên 10 lần quay cuối tuần đó, thì tính thời gian ra thì nó cũng khoảng hơn 2 tháng. Cái phần quay hơn 2 tháng. Có những lúc nó rất là cực. Trưa nắng mà phải ra ngoài nắng đứng, nhất là ở cái chỗ mà mình quay bằng flycam ở cái đồi Chino Hill, đồi hoa cải Chino Hill, thì quay chỗ đó phải quay đi quay lại nhiều lần, và nắng nó chát vào mặt của mình. Mà lúc đó các anh chị biết là mình mới vừa peel da của mình đang làm plasma thì rất là kỹ nắng, nó rất là kỹ nắng, nhưng mà mình phải phải ra nắng, càng nắng thì càng đẹp. Không, tức là dưới ánh nắng thì nó đẹp hơn. Và mình nghĩ rằng là xong cái mặt mình rồi, mình đứng mấy tiếng ở ngoài nắng để mình có được cái cảnh quay bằng flycam trên cái áo dài màu cam mà các anh chị đã thấy trong cái phần mà Phi đăng á. Chứ còn mà trong cái chương trình thì họ đã cắt cái đoạn đó, nhưng mà cái phần mà Phi đăng là Phi tự quay cái phần giới thiệu, thì sẽ thấy là cái phần mà Phi quay bằng bằng flycam, cái áo dài màu xanh của Phi. Mình chào Lam Lam, chào Vũ Tuấn Ngô. Nắng Phi nghĩ là thôi là xong, cái mặt Phi là xong rồi, đến lúc mà thi chắc cái mặt Phi nó sẽ đen, bởi vì cái plasma nó thâm nắng là nó rất là lâu nhả ra. Nhưng mà thực sự là mình may mắn, không biết là ông bà thương hay sao, về cái mặt nó không có thâm. Mến chào Nguyệt Vivian. Những cái phần mình peel da đó, plasma nó không có thâm da, mình rất là vui. Và quay tới quay lui đến như vậy nhiều lần để có được một đoạn ngắn mình bỏ vào thôi. Rồi có những buổi chiều mà đi về xong rồi là hai anh em tấp vào trong cái trường trường đại học để mà quay, đó là trường Golden West. Vô đóng quay quay cái sân ở ngoài cũng rất là đẹp, mà chiều lại thì trời nó trở lạnh. Mà con trai người quay thì người ta mặc hai ba áo người ta mặc được, còn mình quay thì mình không thể nào mình mặc hai ba áo được, cho nên là phim cũng phải mặc áo dài. Nắng thì cũng phải ráng mà chịu, mà lạnh cũng phải ráng mà chịu, mặc áo dài rất là lạnh, mà phi chịu lạnh thì rất là dở. Cho anh chị biết không, lạnh lắm luôn, run lắm luôn, mà ráng quay quay cho đài. Họ dùng cái đoạn đó, họ sử dụng cái đoạn clip đó là cái lúc mà mình đi mặc áo dài xanh đi trong cái sân vườn của trường đại học á, thì họ sử dụng đó được, họ dùng cái đó được. Rồi thế là quay có những cái đoạn, có những cái ngày mà hai anh em đi xuống ở thành phố mấy cái thành dọc dọc thành phố biển để mà quay ở những cái khu phố Tây, rồi đi xuống biển nữa, rồi phải ngồi lên trên cái ghềnh đá, ngồi thử trên ghềnh đá, rồi lại bị mất mất cái microphone tùm lum hết. Quay xong thì bị rớt cái điện thoại, bị bể cái mặt màn hình, cho nên nó cứ chập chờn đó các anh chị. Thế là quay xong, đến cái ngày mà cuối cùng rồi để mà edit mà nộp lên cho ban tổ chức,
cái đoạn ngày hôm đó không có, mà ngày hôm đó rất là đẹp, có quay ở Phú Lộc Thọ nữa. Tại vì Phi muốn là có cái chợ Phú Lộc Thọ là cái giống như là một cái biểu tượng của khu Phú Lộc Thọ, cho nên Phi muốn quay ở đó. Và hôm đó quay buổi sáng sớm, hai anh em dậy sớm quay, cảnh cũng rất là đẹp, mình mặc áo dài màu hồng cũng dễ thương lắm. Cuối cùng cái đoạn đó không có, bị mất hết rồi, quay ở những cái thành phố biển gì Bo Bo cũng không còn, rồi trên chùa cũng không còn luôn, quay live, quay nói live cũng không còn, mất rất là nhiều. Trên buộc chiều hôm đó phải trang điểm rồi đi qua ra ngoài quay tạm để mà có mà đáp vào. Cho nên là sau khi có được một cái clip khoảng 3 phút đó là hai anh em phải trải qua hơn hơn 2 tháng, khoảng hơn 10 tuần để mà có cái đoạn đó gửi cho ban giám khảo. Thực ra là bởi vì đó là phi kỹ thôi, chứ còn các bạn thì ngồi ngồi ở nhà để giới thiệu bản thân thôi. Bởi vì phi muốn cái phần thi của phi thật là chỉnh chu và cũng như là phải thật là đẹp và nổi bật. Như cho nên là khi mà nộp á, thì lại là lúc đó là chương trình thay đổi, là nhà đài không 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 có lấy cái đó, mà phải chỉ cắt ghép một đoạn ngắn 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 thôi. Và các cái bạn sau này cũng may mắn nữa là được nhà đài quay luôn, không có phải đi ra ngoài quay cực như Phi. Đó là như vậy. Ở đây Phi không có phải kể, tại vì đó là Phi thích cái phần thi của mình nó được chỉnh chu, nó được thật là ấn tượng mà Phi làm, chứ không có phải là Phi kể gì cả. Và cũng muốn chia sẻ cho các anh chị hiểu được là một cái quá trình mà Phi đạt được một cái ngôi vị cao như thế này, là Phi phải đầu tư như thế nào và chuẩn bị ra làm sao, phải hơn 3 tháng như vậy đó. Rồi chưa kể là áo dài, rồi những cái trang phục mà thường nhật là Phi lúc đầu là Phi chọn bà ba, sau đó thì là không chọn bà ba, cho nên là Phi dư một đống bà ba, thậm chí là áo dài Phi cũng dư ra nữa, đại khái là như vậy. Nhưng mà cũng vui, tham gia cuộc thi nó cũng rất là vui. Và một cái giải mà phải nói rằng là Phi tham gia Phi thi, Phi cảm thấy rất là xứng đáng những gì mà Phi nhận lại được, là những gì mà Phi nhận lại được. Tại vì có những cái giải mà mình chuẩn bị kỹ nhưng mà nó nằm ngoài cái sự mà đầu tư của mình. Mình cũng không có thể nào làm được gì hơn. Cho nên là khi mà đứng mà ở vị trí ba người thì mình nghĩ là mình lại số 3 nữa rồi, mình sẽ số 3, mình đứng số 3. Rồi sau đó rồi một bạn Tiffany Nguyễn đứng số 3. Mình nghĩ là mình sẽ đứng số 2, mình đứng số 2, rồi cuối cùng mình lại là không phải là số 2 nữa. Cho nên là cũng là cảm ơn. Thì Phi cũng cảm ơn bên đài STBN đã tổ chức một cuộc thi rất là hoành tráng, và cũng như là để dành cho những anh chị em, những chị em làm nail có một cái sân chơi bổ ích và giải trí rất là văn minh và lành mạnh. Khi mà Phi tham gia vào cuộc thi này á, thì Phi có nghe chị Phi muốn tham gia cuộc thi nào mà nó có phải là công tâm và trong sáng. Thì chị Giáng Ngọc, chị lên show, chị nói là đây là chị đóng 50 đồng lệ phí thôi, thì sau đó là các anh chị sẽ không có đóng thêm một đồng nào nữa. Phi rất là vui, và thực sự là Phi ngồi đây là Phi minh chứng rằng là Phi không có trả một cái đồng phí nào nữa, ngoại trừ là những cái trang phục cho cá nhân mình thôi. Những cái trang phục mà mình phải đi thi thì mình phải trả tiền, mình phải đầu tư thôi, còn lại Phi không có trả tiền gì nữa hết, không có phải lo gì hết. Cho nên đây là Phi là người người thật việc thật, là Phi không những là một ngôi vị cao nhất là hoa hậu, mà Phi còn có thêm 3 giải phụ nữa, mà Phi không hề tốn thêm một cái khoản nào đằng sau đó. Cho nên là sau khi mà cái cuộc thi vừa kết thúc thì Phi được biết rằng là rất là nhiều chị em làm nail, những chị liên quan đến ngành nail, bán nail supply hay là làm nail chủ tiệm nail hay là dạy nail, bất cứ đều cũng có thể thi. Cho nên sau cuộc thi đó thì Phi được biết là họ nhận rất là nhiều, họ nhận rất nhiều cái đăng ký của thí sinh để mà sang năm họ thi. Họ đăng ký rất là nhanh ngay lúc đó luôn, sau khi họ thêm xem vừa xong chương trình, ngày hôm sau là họ đăng ký cho cuộc thi sang năm rồi. Đây là một cái tin rất là vui và cũng như là rất là tích cực cho tiếp theo, một cái giải tiếp theo. Excuse me. Và nếu như mà các chị em mà vừa rồi còn ngại ngùng hay là còn nhút nhát thì sang năm cứ đi thi đi. Vì thấy thay vì mình bỏ tiền ra mình đi chơi thì những cuộc chơi đó rồi nó cũng xong,
Nó không để lại gì cho mình hết, nhưng mà đối với đây là một sự giải trí của Phi. Phi tham gia và Phi gặp để gỡ rất là nhiều chị em rất là dễ thương, vừa xinh đẹp vừa tính tình cũng rất là dễ thương. Và Phi biết được những cái sự tự tin của mình khi mình lên sân khấu, được mạnh dạn và nói trước công chúng, đó là mình trau dồi cho mình những cái kỹ năng rất là tốt. Và bên cạnh đó mình được mặc đồ đẹp và mình trình diễn, chứ còn ở ngoài mình mặc đồ đẹp mình đi chơi rồi nó cũng xong, thì bạn bè cũng khen mình vậy thôi rồi nó cũng xong, nhưng mình không có để lại một cái ấn tượng gì, không để lại một cái gì để lưu lại trong cuộc đời của mình. Thì nếu các anh chị còn 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 nhút nhát thì cứ mạnh dạn đi thi đi, họ train cho mình hết rồi, mình không biết đi thì họ sẽ giúp cho mình đi đứng và cách đi như thế nào, cách mặc đồ ra làm sao để cho mình đẹp nhất và tỏa sáng nhất. Nếu như mình tự tin vào sắc đẹp thì mình đẹp để mình có giải, còn nếu không thì các anh chị làm nail thật là tốt thì các anh chị sẽ có cái giải nail để mà mình đem vào tiệm của mình đem vào tiệm của mình treo đó là mình được giải giải về nail, hay là mình giải về sắc đẹp thì nó cũng rất là vui, và khách hàng của mình cũng khi mà thấy mình có được những cái giải như vậy thì khách cũng rất là vui đó. Mến chào Thuận ta, mến chào Snow Queen Elena, chào Thu Trần mới vào nha. Thì sắp tới thì bên Phi cần rất là nhiều. Một thông tin quan trọng, Phi cần nhiều khoảng 60 bạn có liên quan đến ngành nail. Hy vọng là sang năm có giải nail nail king đó anh Tony. Nhưng mà anh phải có làm nail hay là có cái bằng nail hay là cái gì liên quan đến nail thì anh mới thi được, tại vì một cộng đồng nail rất là mạnh và lớn trong cái cộng đồng Việt Nam toàn thế giới, cho nên là sẽ không thiếu thí sinh khi mà cái cuộc thi này nó trải qua 1 năm 2 năm nữa thì rất là nhiều người thi. Và cái giải Nail King thì nghe nói là họ sẽ tổ chức đó, cho nên anh nếu mà anh muốn thi thi thố sắc đẹp của anh thì anh học cái bằng nail đi. Rồi thì cái sắp tới thì Phi cần rất là nhiều những anh cũng được, chị cũng được, cũng liên quan đến ngành nail như cuộc thi vừa rồi, để tham gia những cái game show. Ở đây không thi về sắc đẹp, cũng không thi về tài năng nail cũng không, mà đây là một cái sân chơi, thật sự nó là một cái sân chơi dành cho những người liên quan đến ngành nail. Khi tới đó là mình chỉ có vui và chơi thôi. Và bắt đầu lên kế hoạch để có cái game show đó. Thì nếu các anh chị nào liên quan đến ngành nail mà muốn tham gia vào cái chương trình chơi game show đó thì các anh chị có thể liên hệ với Phi hoặc là liên hệ trực tiếp với đài SBTN để đăng ký. Liên hệ với Phi cũng được, nhắn tin cho Phi. Phi cần cho đầu tiên thì Phi cần khoảng 30 người, sau đó thì tiếp tục 30 người nữa, thì tổng cộng thì Phi cần 60 người chơi. Đến đó thì các anh chị sẽ được vui chơi thôi. Bên cạnh cái vui chơi về những cái kỹ năng nail đơn giản thôi, chủ yếu là mình vui chơi mà các anh chị còn được chơi những trò chơi dân gian để ôn lại những cái kỷ niệm thời thơ ấu mà mình đã từng trải qua. Khi mà lớn lên thì mình cũng có rất là ít cơ hội để mà mình chơi lại những trò chơi về tuổi tấu thơ của mình. Và con em của mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ này cũng không biết ngày xưa ông bà, cha mẹ của các em, con em sinh ra lớn lên ở Mỹ chơi như thế nào. Các em thời bây giờ chỉ có phần lớn hầu như là ôm iPad và ngồi đó thôi, bởi vì cha mẹ bận đi làm, đưa cho con cái iPad và con cứ ngoan ngoãn ôm cái iPad đó chơi là cha mẹ cảm thấy rất là vui rồi rồi, và cho rằng đó là con nó ngoan. Nhưng thực ra là nó chỉ làm cho con mình, thứ nhất là béo phì, thứ hai là cái trí tuệ của con em của mình không có phát triển, mà nó ăn thì ăn xong rồi cứ ngồi đó ôm iPad thôi rồi lại bị cận nữa. Cho nên là qua cái cuộc một cái game show sắp tới là các anh chị sẽ được chơi lại những trò chơi dân gian mà ngày xưa mình chơi, ví dụ như là thi với nhau. Mình sẽ chia ra làm 2 đội thi với nhau, chơi với nhau những cái trò chơi hồi ngày ngày xưa mình chơi, như là chơi cò cò, chơi nhảy dây, chơi
chơi cờ cờ nha, chơi ô làng ô quan, chơi banh nẻ, hay là chơi các cái trò chơi gì mà mình rải đá ra dưới đất, xong cái mình tung cục đá lên, xong mình lượt mình lấy một cục lên, xong rồi mình tung cục đá lên mình lấy hai cục lên. Cái trò đó trò gì thì quên mất rồi, nhưng mà đó cũng là một cái trò chơi mà lúc còn còn thời thiếu niên mình chơi rất là nhiều. Thì Phi nghĩ là khi mà những cái trò chơi đó mà các anh chị được tham gia thì các anh chị sẽ rất là vui, như là mình sống lại với cái tuổi thơ của mình, tìm đâu được một chiếc vé để quay về với tuổi thơ của mình, đúng không các anh chị? Thì các anh chị hoặc là chơi chơi chỉ có điều là khi mình Phi không có nhớ cái tên lắm, cái này chắc cũng phải coi lại. Hoặc các anh chị nhớ những cái trò chơi dân gian nào, hoặc các anh chị có nhớ lại những cái trò chơi dân gian nào mà lúc nhỏ các anh chị chơi và nhớ giúp Phi cái tựa đề của nó luôn, ví dụ như là chơi cò cò là chơi như thế nào. Có rất là nhiều nhưng mà ngay bây giờ thì Phi không có nhớ hết được. Mình nhớ cái trò chơi đó nhưng mà cái tên của trò chơi đó thì mình lại không nhớ. Thì các anh chị nhớ cái trò chơi nào thì các anh chị nhắn cho Phi nha, nhắn cho Phi thì để Phi lên cái chương trình đó nó được hoàn chỉnh, được bao gồm hết những cái trò chơi mà lúc nhỏ mình chơi. Bắn bi nè, các bạn trai là chơi trò bắn bi nè, chơi chơi tạt lon nè đó, rồi chơi năm mười thì Phi không biết là trong cái trường quay đó thì mình có chơi được cái trò chơi năm mười hay không, tại chơi năm mười là phải chạy tùm lum hết đó. Rồi chơi u quả nè, mến chào Ngọc Phan, cảm ơn Ngọc Phan đó, những trò chơi đó. Thì Phi một lần nữa là Phi mong muốn các anh chị nhớ lại những trò chơi tuổi thơ của mình, những trò chơi dân gian mà mình đã từng chơi lúc nhỏ, thì các anh chị nhắn tin cho Phi, nhắc giúp Phi nha, và nói giúp Phi cái trò chơi đó chơi làm sao, cũng như là nó tên gì, để khi mà Phi viết ra kịch bản để Phi trình lên ban giám đốc thì là họ họ có cái tên cũng như là có cái trò chơi đó cụ thể chơi như thế nào. Thì có những anh chị đi chơi họ đi qua Mỹ lâu quá họ không nhớ, cho nên Phi phải viết chi tiết. Dạ chào anh Thụy, khi người đầu tiên dạ các anh chị biết không, anh Thụy Vincent Nguyễn là anh là từ bên Florida, anh là người vợ chồng anh là chuyên tổ chức những sự kiện, những cuộc thi hoa hậu bên Florida cũng như là các vùng lân cận, họ mời vợ chồng anh Thụy Vincent Nguyễn tới để mà cố vấn cho cuộc thi. Thì trong cuộc thi Nail Queen 2022 vừa rồi thì vợ chồng anh có đến để mà sắp xếp cái chương trình và như thế nào thế như thế nào, thì anh chị cũng đã góp phần giúp cho cái cuộc thi Nail Queen 2022 thành công tốt đẹp. Đó là cái nick mà Vin Vin Vincent Nguyễn đó các anh chị. Chào anh nha, em có nhắn tin cho anh á, anh đọc tin nhắn giúp cho em ha, anh đọc tin nhắn giúp cho em. Hôm nay em mới tới đài và mới về đây. Anh chuẩn bị đón cái show games, cái show của chị Giáng Ngọc và có ba tụi em ở trên đó. Chơi đánh boxing nè, chơi đánh boxing thì nhưng mà anh nhắn tin giúp em đi rồi. Điện thoại Phi gần hết pin rồi. Thì nó là như vậy nha các anh chị nha. Các anh chị có xem lại cái livestream của Phi thì giúp Phi nhớ lại những trò chơi đó và nhắn tin cho Phi biết là cái trò chơi đó như thế nào ha. Rồi mỗi người mỗi mỗi tay thì Phi nghĩ là cái game show đó các anh chị chơi sẽ rất là vui và thú vị. Đặc biệt là đó xem như là một cái vé trở về với tuổi thơ của mình. Với sự về dẫn dắt của Phi hoặc là có thêm một hai người nào đó nữa cho giúp cho cái game show đó thật là vui và sôi nổi. Và một lần nữa thì cuối cùng Phi sẽ mời các anh chị xem lại những cái cúp mà Phi đọc được nha. Thì đây là cái cúp lưu niệm của ban giám khảo dành cho tất cả các thí sinh. À có người nói hỏi Phi là tại sao là đi vào bán kết bao nhiêu người mà tại sao bây giờ còn 9 người. Thì thực ra là trước đó thì Phi không biết, tại vì Phi là thí sinh, cho nên Phi không biết là bao nhiêu người cụ thể, nhưng Phi chỉ biết lúc đó là có người China, có người Hàn Quốc,
có người Philippines đăng ký, nhưng mà không biết sao cuối cùng thì họ không vào chung kết, không vào bán kết, thì chắc là họ chưa có hội tụ những cái yếu tố hay là những cái điều kiện hay là những cái gì đó mà họ không đi vào bán kết. Phi nghĩ là sang năm họ sẽ đi vào bán kết. Cho nên vào bán kết là 10 người, nhưng giờ phút cuối thì có một bạn, gia đình của bạn ấy có việc rất là quan trọng, cho nên là buộc bạn ấy phải nghỉ, chứ còn thực ra bạn ấy cũng không có muốn nghỉ đâu. Bởi vì là lúc đầu đăng ký là đã có mỗi bạn vào bán kết là đã có anh Kiều Hạnh Jewelry đã đặt riêng cho mỗi bạn vào bán kết là một cái mặt dây chuyền hột xoàn hình 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 vương miện này rồi. Cho nên khi mà bạn ấy nghỉ thì cũng rất là tiếc và dư cái mặt dây chuyền đó. Bởi vì việc nhà bạn ấy có việc quan trọng mà bạn phải nghỉ, rất là tiếc, cho nên là chỉ còn 9 người là như vậy, chứ thực ra là 10 người. Thì đây là cuối, đây là cái mà Phi Phi show lại cho các anh chị xem nha, và cùng vui với Phi ha. Thì cái giải mà hoa hậu ăn ảnh là đầu tiên là Phi được kêu tên, đây là cái cúp, và ngoài ra Phi còn có cái sash để Phi đeo lên nữa. Sau cái giải này là bạn Tiffany Nguyễn Á hậu 2 thì bạn ấy được giải thân thiện. Sau đó Phi được gọi tên một lần nữa là Phi được giải hoa hậu duyên dáng. Và đây là chiếc cúp hoa hậu duyên dáng cũng như là có cái sash ở bên cạnh nữa. Và sau đó là Phi tiếp tục luôn, Phi gọi một được gọi một lần nữa, và lúc này Phi thật sự xúc động, và hoa hậu trang phục đẹp. Đó, và cũng có chiếc sash, và cuối cùng nữa là một cái chiếc cúp mà cao quý nhất mà Phi đã giành được, đó là hoa hậu Nail Queen 2022 mà Phi đã rất là vinh dự và đạt được. Đây, và chiếc vương miện, các anh chị thấy là bên bên tổ nhà tổ chức họ họ mang về một chiếc vương miện rất là hoàn chỉnh, nó vừa ý Phi lắm luôn. Nó không quá cao mà nó vừa tròn đầy và nó đặc nữa, nó không có nhiều cái mà nó cũng không quá cao, nó rất là đẹp. Nó không những là cái giá trị về cái vị trí mà mình đạt được, mà là cái vương miện không á, là cũng rất là đẹp, Phi rất là thích. Còn đây là cái giải trước Phi thi thì cái đã ngã đổ nha các anh chị, nhưng mà cái cuộc thi này á, thì Phi thấy cái vương miện nó rất là vừa đủ đẹp với cái một cái khuôn mặt của mình, các anh chị thấy không? Ừ. Nó không có bị chông trên và nó rất là chắc lên trên đầu của mình. Nó mặc dù là nó không có những cái xước này đâu, nó không có cái xước này trong tóc, nhưng mà nó vẫn chắc, nó vẫn rất là nặng. Cho nên là ngoài cái ngôi vị mà mình đoạt được mà là cái vương miện, mà Phi cũng thấy Phi rất là hài lòng khi mà Phi có nó, Phi rất là thích. Rồi thì sau mọi người hỏi Phi là sau khi đoạt giải thì Phi sẽ làm cái gì, thì Phi muốn đóng góp cái Phi muốn đóng góp sức của mình vào những cái hội từ thiện để giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam cũng như là những hoàn cảnh mà đơn chiếc ở bên Mỹ này. Phi rất là muốn, mặc khi Phi chưa có đoạt giải hoa hậu thì Phi cũng đã muốn góp sức với các bạn đó rồi, cho nên khi mà Phi được giải rồi thì Phi càng mong muốn có được những cái hội nhóm đó và Phi tham gia. Và bên cạnh đó Phi cũng muốn thành lập được một cái quỹ từ thiện riêng của mình, hy vọng là Phi đủ duyên được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ, và Phi thành lập cái quỹ từ thiện đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó là Phi mong là như vậy thôi. Rồi, và cái thu nhập của Phi chính là từ đâu? Hiện tại Phi cũng là làm nghề phun xăm là chính, cho nên những anh chị em có nhu cầu về làm đẹp, về phun xăm thì cũng cứ liên lạc với Phi ha. Phi vẫn làm nghề phun xăm, và Phi cũng đang có những cái giá tri ân cho khách hàng, thì các anh chị cứ inbox với Phi, thì Phi sẽ tư vấn cho các anh chị về phun xăm đã có được những cặp lông mày, những cặp mắt, những cái môi đẹp. Phi làm mực rất là tốt, và cũng như là kỹ thuật của Phi nó không giống như những kỹ thuật khác, nó an toàn, mực tốt. Nhưng cái mực tốt là cái mực organic, thường thì cái những cái gì nó organic, nó thiên về tự nhiên thì nó rất là, cái độ bám của nó yếu lắm, cái độ bám nó yếu lắm, nó không có giống như là những cái mực mà có nhiều kim loại sắt trong đó, kim loại sắt nó đụng vào nó bám liền, người thợ rất là làm rất là khỏe, cho nên là họ mất thời gian rất là ít. Nhưng với Phi thì Phi không có thích làm như vậy, Phi muốn cái gì đó nó an toàn đến cho khách của mình. Phi nói ở đây là những người khách đã từng làm việc với Phi hay là những ai đã từng làm việc với Phi thì sẽ biết là Phi làm việc Phi có tâm như vậy đó.
có thể là Phi mất thật nhiều thời gian để Phi đưa mực vào 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 trong cái da của khách, mất nhiều thời gian, nhưng mà Phi cũng sẵn sàng, Phi dành nhiều thời gian đó để cho khách của Phi có được sự an toàn và sức khỏe. Và có một điều đó là đặc biệt là những cái lông mày sữa, nó rất là khó, có những cặp lông mày sữa mà nằm trên cái nền sẹo rất là dày, sẹo mà sẹo rất là dày luôn, đi kim vào nó muốn gãy kim luôn mà sợ hư máy nữa, nhưng Phi vẫn xài mực organic. Có một cái điều là nha, với những cái lông mày chỗ xanh, chỗ chỗ xanh mà chỗ đen luôn á, mà đi trên cái nền mà sẹo dày như vậy á, là họ không bao giờ đi mực organic, nó rất là khó. Họ đi những cái mực mà rẻ tiền, như đẩy Phi nói là họ vào mực vào là nó bám thì nó mới che được cái mực cũ kia. Nhưng ở đây Phi có kỹ thuật, Phi có thể đưa vào trong nó nằm, tuy nhiên nó không hoàn hảo 100%, nhưng nó là ở một cái mức độ mà an toàn nhất. Sự thay đổi cái cặp lông mày của mình từ xanh cho chuyển sang tông nâu nó được hiệu quả cao nhất đó. Không những mực mà còn phải là kỹ thuật nữa, kỹ thuật như thế nào để khi sử dụng mực đó nó vẫn hiệu quả, đó là cái khó, nó nằm ở đó, chứ không phải là cũng làm được ra kết quả đó, nhưng mà bên trong đó là họ làm cái loại mực nó gây sức hại sức khỏe của mình, hay là về lâu về dài cái bờ môi của mình nó không còn cái độ trong veo nữa mà nó càng thâm sỉnh, và cũng như là nó làm có sẹo, thì đó là những cái việc làm Phi không bao giờ làm. Đây là Phi nói với, lúc trước Phi cũng đã từng chia sẻ rồi, nhưng bây giờ với một cái ngôi vị như thế này, Phi vẫn là Phi, và Phi vẫn giữ cái tâm trong công việc làm của Phi. Ai đã từng làm việc với Phi, ai đã từng là khách hàng với Phi sẽ hiểu được, khi mà tiếp xúc với Phi, Phi làm việc với khách, và Phi 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 có những cái tư vấn như thế nào và những cái lời khuyên với khách như thế nào, thì Phi nói ở đây thì khách của Phi sẽ hiểu rất nhiều, bởi vì khi mà Phi không nói đúng sự thật thì Phi nghĩ là họ cũng sẽ không có hài lòng đâu. Xin chào Sarah, khỏe không Sarah? Xin chào Anna Huỳnh. Thì một lần nữa Phi Phi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì Phi vẫn làm phun xăm nha. Dạ cảm ơn anh Tony. Thực ra lông mày của anh Tony là đã làm đã hư rồi, nhưng mà Phi sửa thôi. Nhưng mà Phi cố gắng hết sức để sửa có được một cái kết quả tốt đẹp nhất. Thì hiện giờ Phi vẫn làm nghề phun xăm thôi, đó là cái thu nhập chính của Phi. Thì bên cạnh đó là trên cái cương vị ngôi hoa hậu Nail Queen 2022 này, thì Phi sắp tới Phi có những cái game show. Anna Huỳnh, nãy giờ em mới vào cho em không nghe, thì sắp tới là bên đài SVPN họ cần những cái người chơi cũng liên quan đến nail như vậy, vào chơi những game show rất là vui và chơi những trò chơi dân gian từ lúc nhỏ. Thì nếu như mà các anh chị có thời gian đi về Nam Cali chơi thì về tham gia cuộc chơi đó. Thứ nhất là được chơi sống lại những trò chơi dân gian, được những anh chị nail thi đua nhau để tạo ra tiếng cười sảng khoái cho bản thân mình, cũng như tạo ra tiếng cười cho những người xem trên truyền hình. Và nữa là mình được lên sóng truyền hình, nó vui lắm. Cái điều mà không bao giờ Phi nghĩ làm sao mà mình lên sóng truyền hình, mình ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà khi mà mình lên rồi mình thấy là nó rất là thú vị và nó có giá trị. Các anh chị thấy đó, khi mà các anh chị thấy là Phi chưa từng tham gia cuộc thi nào hết, Phi cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà qua những cái cuộc thi đó thì Phi mới có ngày hôm nay, mặc dù nó không phải là cái gì nó to lớn cho lắm, Phi cũng phải làm, phải sinh sống, nhưng mà có những cái giá trị mà khi mình không tham gia mình sẽ không có được, và mình không có được những cái mà khi về già tóc mình bạc, da mình nhăn, cái thời thanh xuân của mình, cái sắc đẹp của mình nó trôi qua, nó không để lại một cái gì cho bản thân mình hay là để lại cho con cháu của mình. Cảm thấy cũng thấy vui, đúng không các anh chị? Đó, một lần nữa thì Phi Phi kêu gọi những chị em làm nail có thể liên lạc với Phi để tham gia cùng cái trò chơi trong cái game show đó của Phi. Và cũng như là các anh chị nhớ lại những trò chơi dân gian đó thì các anh chị nhắn tin nhắc Phi nha. Ngoài những trò chơi như cò cò, ô làng hay là năm mười gì đó, thì các anh chị nhắc giúp Phi coi xem tôi còn cái trò chơi nào nữa hay không, để Phi có thể giúp các anh chị vui chơi hết những trò chơi lúc tuổi thơ của mình chơi như thế nào ha. Ok, một lần nữa thì Phi Phi xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, cũng như một lần nữa cảm ơn những vote các anh chị đặc biệt dành cho Phi.
Và những cái vote mà các anh chị nôn nao nóng lòng sợ cuộc thi chấm dứt mà không kịp vote tặng cho Phi nữa, và gọi gọi rất là nhiều người để mà làm sao để mà vote cho Phi, rất là thương luôn. Các bạn các vị đó kể lại mà mình thấy cũng rất là thương, mặc dù là Phi không biết những người đó là ai, nhưng mà họ cứ nôn nao họ muốn vote cho mình cho kịp cuộc thi để mình có được thêm cái giải People's Choice. Thì Phi nhân tiện đây, Phi cảm ơn các cô chú anh chị em đã vote cho Phi thành công hoặc không thành công, nhưng đó cũng là một tấm lòng, một tấm chân tình, một cái tình yêu thương và tin tưởng Phi rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị một buổi tối thật vui vẻ nha. Bye bye.